Dạ, thưa chị, em gửi chị lịch trình sắp tới của chị nhá. 9:30, chị đi sinh nhật con trai của bạn thân này. 11:40, chị đến đám cưới của người yêu cũ cùng em gái mưa của nó. Ngày mai, cũng vào giờ đó, chị thêm cái đám cưới nữa của em kết nghĩa chơi cùng. 21 giờ ngày mai, chị lại có cuộc gặp bạn bè mừng đầy tháng con gái thứ ba của nó. Thôi 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 thôi. Đủ rồi, nói nhiều đau đầu quá. Cả cái công ty này, chúng nó đang chờ chị đấy. Chúng nó bảo là... Bảo là cái gì? Nói nhanh đi, úp úp mở mở. Chúng nó bảo là đám cưới của chị thì sẽ đông vui lắm. Vì vợ chồng, con cái, cháu chắt của chúng nó đi đầy đủ cả. Mà ấy, chị nhanh nhanh có người yêu đi cho em ăn cỗ. Ghê. Thôi, cậu lướt lướt đi ra ngoài đi để tôi làm việc. Cứ ong ỏng bên tai đau hết cả đầu. Cứ phấn đấu sự nghiệp rồi không thằng nào dám rước đâu con ạ. Cao thì hết rồi mà thấp thì không ai với tới, còn với chả cái đau hết cả đầu. Cái gì đấy? Hẹn hò online á? Cũng hay đấy nhở? Thử xem thế nào. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Anh đến lâu chưa ạ? Ừ, anh đến lâu rồi, em ngồi đi. Vâng. Anh là Lâm, còn em là... Em là Thảo anh ạ. À, nhìn em bên ngoài ấy, xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Em nhìn anh cũng trẻ hơn trong ảnh đấy. Uống nước nhá, em uống nước gì nhỉ? Thôi cho em một cốc nước cam ạ. Ok. Em ơi, cho anh một ly nước cam nhá. Mà sếp của em dễ tính nhỉ? Nhân viên văn phòng bình thường ấy là không được phép ra ngoài tùy tiện như thế này đâu đấy. Thực ra hôm nay là ngày nghỉ phép của em anh ạ. À. Thế công việc của anh thế nào ạ? Ừ, công việc của anh cũng ổn. Ừ, anh làm gì mà sao anh vẫn được ra ngoài này? Em mời chị xuống. Cảm ơn nhá. Anh á, anh làm bình thường thôi. Hàng ngày anh đi làm công ăn lương mà, đi làm ngày nào lấy tiền ngày đấy. Em này, hôm nay đi chơi cả ngày mà anh quên mất. Anh có món quà nhỏ tặng em. Em cảm ơn nhá. Và anh có một lời muốn nói. Làm yêu anh. Em đi làm đi nhá. Chiều về anh đón đi ăn. Ừ. Anh đi cẩn thận nhá. Ừ. Bye bye. Ừ. Bye bye.
Ơ kìa, mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Thiên sư bố mày, con bị cái. Mẹ mày làm ở đâu mà mẹ không biết à? Thế à? Thế mày vừa đi với ai đấy? Người yêu con đấy. Con định cuối tuần này con mới nói cho mẹ, rồi tiện ra mắt mẹ luôn. Nhưng ai ngờ bị mẹ phát hiện rồi còn đâu nữa. Mày vừa nói cái gì? Người yêu á? Vâng. Không được. Nhất quyết là không được. Mà nó hơn mày những 5 tuổi đấy. Không được là không được đâu nhá. Sao mày biết cái Thảo ạ? Ôi giời ơi, con với chả cái. Tao chả hiểu chúng mày yêu đương cái kiểu gì nữa. Nó là chủ tịch. Cái công ty của mẹ mày đang làm đây này là của nó đấy. Chủ tịch kia ạ? Ừ. Nhưng mà con tưởng như thế là mẹ phải mừng chứ. Mừng cái gì mà mừng. Cái loại cậy quyền cậy thế, chả coi ai ra gì cả. Cái tổ lâu công của mẹ ấy, nó đuổi mấy người rồi mà người ta có phạm lỗi gì lớn lao đâu. Chẳng qua là người ta nghèo đói quá, người ta lấy một số đồ linh tinh thôi, có cái gì đâu. Thế ạ? Nhưng mà tại sao tôi lại nói dối con này? Thì nó định lừa dối mày chứ sao. Chả gì thì mày cũng đẹp trai, trẻ trung phong độ như thế này, mà không biết nó có cho mày ăn bùa ăn bả gì nữa không đấy. Cái thứ đàn bà con gái 35, 36 tuổi rồi mà còn chưa lấy được chồng, chả có ma nào dám rước. Ế lòi ế tĩ ra như thế là cái loại người chả ra gì đâu. Này, mẹ là mẹ cấm ấy nhá, không được yêu đương nhăng nhít với nó đâu đấy. Nhưng mà... không được. Đi lên đây, mẹ phải làm rõ chuyện này mới được. Đi. Đi vậy cô. Nhanh. Ở đây. Này cô, cô đừng tưởng cô là chủ tịch này chủ tịch nọ thì cô muốn dùng một tay để che trời nhá. Cô không lấy được chồng thì mặc xác nhờ cô. Việc gì cô phải dựng lên một màn kịch để đưa con trai tôi vào chồng hả? Bác nói gì thế ạ? Con trai thế ạ? Tôi nói cho cô biết, nhà tôi tuy không giàu có gì nhưng cũng không bao giờ tôi chấp nhận cái loại như cô về làm dâu, nhớ chưa? Xinh đẹp giỏi giang như cô, sao không tự kiếm nổi cho mình một tấm chồng đi? Việc gì phải dựng lên một màn kịch để lừa dối con trai của tôi hả? Kìa bác, chắc bác có hiểu lầm gì chứ. Em nói đi, thế rốt cuộc em là cái gì của cái công ty này hả? Những gì mẹ anh nói có đúng hay không? Anh Lâm à, anh nghe em giải thích đã được không? Thôi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em đừng nói nữa. Kìa anh Lâm, anh bình tĩnh, nghe em giải thích đã được không? Em đừng nói nữa. Em nói dối anh, chứng tỏ em chẳng coi anh ra cái gì cả. Có phải vì em thương hại anh nên mới nói mình là nhân viên quèn, có đúng không? Hả? Thế em nghĩ anh cần phải cái cơ ngơi của em à? Đâu mà em phải giấu anh? Hả? Hay em làm mọi thứ, làm mọi điều để che mắt thiên hạ rằng em không phải là đứa con gái không có được chồng? Hả? Anh Lâm, anh từ từ bình tĩnh nghe em giải thích đã chứ. Thôi, cô không cần phải giải thích gì hết nữa. Bắt đầu từ mai, tôi cũng không thèm làm ở cái công ty này của cô nữa. Cái loại đàn bà độc đoán mưu mô như cô, tôi khinh. Đi về con, tránh xa cái loại đàn bà này ra. Đi.
Anh xin lỗi nhá. Do lúc sáng anh nóng giận quá cho nên anh mất bình tĩnh. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Lỗi cũng là một phần ở em, vì ngay từ đầu đã giấu anh. À, mà anh cũng đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói là một lát nữa mẹ sẽ tỉnh lại thôi. Mẹ. Mẹ tỉnh rồi ạ. Cô. Cũng may mà có cô ấy, chứ không biết giờ này mẹ có tỉnh nữa không đấy. Tôi. Bác ạ, thực sự thì tuy cháu là chủ tịch của công ty, nhưng cháu chưa hề có ý là sẽ coi thường ai cả. Cháu đến với anh Lâm bằng một tình cảm chân thành, mong bác hiểu cho cháu ạ. Đúng đấy mẹ. Lúc sáng con có hơi nóng giận cho nên nặng lời với cô ấy. Nhưng Thảo mà con biết rất tốt và rất khiêm tốn. Tôi xin lỗi cô nhé. Cũng chỉ vì tôi không muốn thằng Lâm nhà tôi mang tiếng là ăn bám nhà vợ. Với lại tôi thấy cô là người phụ nữ thành đạt, cũng nhiều tuổi rồi mà chưa lấy được chồng, nên tôi nghĩ chắc là cô phải có vấn đề gì đấy. Cho nên là tôi... Thực ra một phần lỗi cũng ở cháu, nhưng ngay từ đầu cháu cũng không hề có ý là muốn lừa dối anh Lâm đâu ạ. Cháu yêu anh Lâm là thật lòng, mong bác hiểu cho chúng cháu. Thế thì cuối tuần này mẹ đồng ý cho cô ấy đến nhà ăn cơm mẹ nhá. Thảo à, bác xin lỗi cháu nhá. Thực ra cũng không có gì đâu ạ, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Cháu rất cảm ơn bác vì đã đồng ý cho cháu với anh Lâm đến với nhau. Thôi còn bác cháu gì nữa, con phải gọi là mẹ dần đi là vừa. Vâng ạ. Mẹ cứ nói thế. Này bà ơi, chưa nên ăn gì đấy? Sườn còn gì nữa, sếp bảo còn gì. Giật cả mình. Này, chả hiểu sao anh Lâm anh lại thuê của Lỡ về làm việc nhỉ? Ừ ấy, trông xấu cả đội hình của mình. Mà đã thấy còn ngu nữa cơ. Việc gì tôi cũng phải chỉ tận tay nó mới làm được. Mà mỗi lần nhìn thấy nó ấy, là tôi lại dùng mình. Mang tiếng làm công ty truyền thông ấy, mà ăn mặc như con nhà quê ấy. Thì mày nói, chả hiểu sao anh Lâm anh ưng điểm nào. Hay là con ông cháu cha? Con ông cháu cha cái nỗi gì. Bà ơi, nhà nó nghèo kiết xác ấy, làm gì có tiền đâu. Chắc là may mắn vào đây thôi. Xếp, làm này. Em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Cô Thu. Tôi thuê cô về đây để làm việc ấy, không phải để cô làm xấu hình ảnh công ty của tôi. Cô hiểu chưa? Nhìn cái bộ dạng quê mùa cục mịch của cô, thì ai dám thuê tôi làm quảng cáo cho họ nữa à? Em xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Cô có biết vì cô ấy mà tôi làm hỏng mất bao nhiêu hợp đồng rồi không hả? Ai cũng phàn nàn về ngoại hình, về cái cách làm việc của cô. Từ mai ấy, nếu cô còn ăn mặc bộ dạng quê mùa như này ấy, thì ở nhà luôn cho tôi, hiểu chưa? Vâng ạ. Cô Quyên, lát lên văn phòng gặp riêng tôi nhá. Vâng ạ. Oanh ơi, bà có ngửi thấy mùi gì không? Chứ sáng ngày ra vừa mới đến công ty mà đã nồng nặc mùi chuột chết rồi. Chuột chết á? Công ty mình có chuột chết à? Ừ, thì mùi người hôi ý. Mũi bà điếc à? Đâu, ngày nào tôi chả tắm, tắm
làm hai lần mà. Hay là... Thu, có phải cậu không? Nhà vệ sinh ở trong kia kìa. Nếu mà cảm thấy khó chịu thì cứ vào trong đi. Chứ mùi như thế này, cậu cứ ngồi đây cả văn phòng mình chắc là ngạt thở vì cậu mất đấy. Ờ, không, không phải mình, ngày nào mình cũng tắm mà. Thôi, Thu đi vào nhà vệ sinh đi. Ở đây mọi người không làm việc được đi. Ờ... quá, bọn tôi không chịu được. Tôi vừa dọn đồ cho bà rồi đấy. Hôm nay chịu khó mang về nhà làm việc nhá. Nhưng mà không phải mình thật mà. Ôi, đi về đi, đừng lằng nhằng nữa. Cứ mang cầm về đi. Ở đây mọi người không làm việc được đâu, mà không phải lo đâu. Chứ tí anh Lâm đến tôi bảo cho, chứ bà ở đây tí anh đến anh ngửi cái mùi của bà ấy, xong rồi có khi lại bị trừ cả tháng lương ấy. Cầm về đi. Này. Để đi nhanh nhanh nhanh. Thế thôi, mình đi về trước. Xử kệ đi, làm việc đi. Nước ở mắt. Mình thơm hẳn. Ừ. Em chào sếp ạ. Sếp gọi em có việc gì đấy ạ? Tôi gọi cô, tại sao giờ này cô mới đến? À, tôi hỏi cô nhá. Cả ngày hôm qua cô đi đâu? Cuối năm rồi ấy, mọi nhân viên đều chăm chỉ làm việc, có một mình cô là nghỉ. Đã thế lại còn không xin phép tôi. Tôi hỏi cô, tôi thuê cô về làm nhân viên hay về làm sếp của tôi mà cô tự ý nghỉ như thế hả? Sếp ơi, em xin lỗi sếp ạ. Nhưng mà em tưởng là hôm qua Quyên và Oanh đã xin phép. Này, im ngay cho tôi. Ai cho cô nhắc đến cái Quyên hả? Cái Quyên nó vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mang về cho tôi biết bao nhiêu hợp đồng như thế. Này, hay là cô ghen ăn tức ở đấy? Em không ạ. Đi làm thì ăn mặc lôi thôi, đã thế còn tự ý nghỉ. Cô chọc tức tôi đấy. Cô có biết vì cô ấy mà tôi lỡ mất bao nhiêu hợp đồng gì không? Sếp ơi, em thực sự xin lỗi sếp ạ. Nhưng mà hôm qua là Quyên và Oanh bảo em... Thôi đã... Tôi cho cô 30 phút nữa dọn hết đồ ở cái văn phòng này đi. Cô nghe rõ chưa? Tôi nói cho cô biết nhé. Hạng người vừa không xinh đẹp lại không có tài như cô ấy thì sẽ không bao giờ có được thành công đâu. Cô nhớ đấy. Sếp ơi, em xin sếp cho em một cơ hội làm việc ạ. Sếp... Cút tôi khỏi đây! Nhanh! Đi! Lâu thế nhở anh nhở? Đến rồi. Chào anh Lâm. Chào. Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu. Vâng. Chào cô ạ. Cô ngồi đi. Cô là... Xin tự giới thiệu, tôi là chủ tịch của công ty đã vừa giành được hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm NCT. Tôi trông anh có vẻ bất ngờ thì phải. Chính anh là người đã chủ động hẹn tôi ra đây mà. Vâng. Đúng là như thế. Nhưng quả thật tôi nhìn cô rất quen. Tôi với cô đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Anh Lâm có vẻ mau quên quá nhỉ. Tôi đã từng là nhân viên cũ của công ty anh mà. À, cả cô Quyên nữa. Cô Quyên thì như chưa nhận ra tôi thì phải. Cô phải là Thu. Ngày trước cũng làm ở công ty truyền thông Quốc Lâm Media đúng không? Chính xác, là tôi đây. Thật không ngờ giờ cô đã thành công như thế. Chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Thôi, không nói về chuyện cũ nữa.
bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng được chưa? À. Dĩ nhiên là được rồi. Okay. Nhưng mà tôi muốn bàn việc riêng với anh. Và kể cả thư ký cũng không được ngồi ở đây. Quyền này, em ra xe em đợi anh được không? Em thông cảm nhá. Tính cái Quyền nó vẫn đồng đảnh từ xưa đến nay mà. Xem ra hình như anh Lâm với Quyền đã trở thành vợ chồng thì phải. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Kìa, sao em lại suy nghĩ như thế? Từ trước đến nay Quyền nó vẫn là trợ lý của anh mà. Thôi, anh không cần phải giải thích đâu. Chúng ta vào việc chính luôn nhá. Được. Anh Lâm ạ, anh cũng biết rồi đấy, NCT là một tên tuổi lớn. Muốn ký được hợp đồng với họ, chúng ta phải đáp ứng rất nhiều những yêu cầu. Anh biết, hợp đồng lần này rất lớn. Mà em nắm bắt được cơ hội, quả thực anh rất nể phục em đấy. Thu này, em có thể nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp anh lần này được không? À. Trông anh cũng có vẻ có thành ý đấy nhỉ. Thôi được, nể tình tôi và anh cũng là chỗ người quen bao nhiêu lâu nay. Tôi sẽ giúp anh. Đây, tôi gửi cho anh danh sách của những yêu cầu và có cả bảng báo giá nữa. Công ty anh chuẩn bị mà lo đi. Ui, anh cảm ơn em nhá. Anh cảm ơn Thu nhá. Không có gì, anh khách sáo thế. Anh Lâm, bây giờ anh còn ngồi ở đây được à? NCT, họ đang đòi hủy hợp đồng với bên mình, thiếu sót quá nhiều điều khoản cái kìa. Cái gì? Còn cái gì á? Anh đi ngày đi đêm, chết mê chết mệt nó mà anh nghĩ tưởng được hợp đồng ngon à? Bên NCT đòi hủy hợp đồng vì bên mình thiếu sót tất cả các yêu cầu họ đưa ra. Họ đang đòi bồi thường hàng tỷ đồng cái kìa. Chuyện này là thật à? Chẳng nghe em đùa à? Xin chào. Mày còn dám vác mặt đến đây làm cái gì, hả? Tại sao mày lừa bọn tao? Suốt 10 năm qua, bấu víu vào giám đốc, mà cô cũng không khá hơn được nhỉ? Chắc là giờ nhìn tôi thế này, cô ghen tị lắm phải không? Tôi báo cho hai người một tin, chuẩn bị bán công ty đi mà đền! Cô làm gì sau lưng tôi? À, trước mặt thì cô ngon ngọt, nhưng mà sau lưng, cô dám tâm cứ dở trò gì, hả? Cái lúc tôi ngon nghẻ, thành đạt thì anh giở trò tán tỉnh yêu đương. Cũng chính anh, anh đã nghe lời cô ta đuổi tôi ra khỏi công ty. Vì cái gì? Vì ngoại hình, vì năng lực à? Đây chính là cái kết cho gã giám đốc nhu nhược và hám sắc như anh đấy. Cô đừng có mà lên mặt dạy tôi. Dù cô có làm chủ tịch bên trong thì mãi 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 cô vẫn là cô nhân viên nghèo hèn, hôi hám bẩn thỉu và ngu dốt của công ty Quốc Lâm Media mà thôi. Anh đúng đấy, để lên được chức nữ chủ tịch ngày hôm nay mày đã phải ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả? Cái loại bán thân nuôi miệng như mày không có đủ tư cách để dạy đời bọn tao ở đây đâu. Tôi không chơi xấu đồng nghiệp, tôi cũng không bán mình cho giám đốc. Những gì mà tôi có được của ngày hôm nay là do các người đã dồn tôi vào bước đường cùng mà có đấy. Hóa ra bao nhiêu năm mày vẫn ôm hận để trả thù à? Khá lắm. Nhưng mà nói để cho mày biết, bọn tao ấy sẽ lấy lại tất cả. Và mày cũng chỉ đứng dưới chân bọn tao thôi. Công ty sắp phá sản, thanh xuân của cô cũng không còn nữa. Tôi khuyên cô hãy tìm một thằng khác để mà đục đẽo bám víu đi. Mày, sự việc đã đến nước này rồi, em có định bỏ em? Thôi anh, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em không muốn nghe đâu. Em, anh Lâm, đến mức này rồi mà anh vẫn còn chưa tỉnh ra à? Bao nhiêu năm qua anh nuôi cô ta, giờ thì sao? Các người làm ơn hãy sống cho nó tử tế và đừng có giả dối nữa. Cuộc đời này công bằng lắm. Em lại là con người cạn tàu rau mang đến vậy đâu. Đúng đấy, tôi là con người như thế thì làm sao?
10 năm qua tôi ở bên cạnh anh cho tôi được cái gì ngoài chức thư ký quèn hả? Còn anh nhìn cô ta đi, bây giờ cô ta như thế nào hả? Cô ta ấy chỉ coi anh cũng có kiến thôi. Bản thân tôi mới là con ngu theo anh đấy. Cô, tôi làm sao hả? Anh nhìn anh Hải lái xe đi, ít ra ấy anh ấy còn mua tôi được cái nhà, còn anh ấy anh cho tôi được cái gì hả Lâm? Anh cho tôi được cái gì? Cô ngủ với nó rồi à? Có đúng không? Ừ, đúng đấy. Còn khốn nạn! Anh dám tát tôi à? Hả? Sao anh dám tát tôi? Ôi trời ơi, mọi người ơi, làm ơn đi mà xem này. Thằng Quốc Lâm, chủ tịch của Quốc Lâm Media dám đánh người này. Tại sao anh dám đánh tôi hả? À? Thôi, các người cứ ở đấy mà bù lu bù loa lên. Tôi xin phép về trước. Bye. Con kia, mày đứng lại cho tao. Con kia. Con khốn nạn. Thank you.